Xin chào mọi người. Đáng lý là Vũ không làm một cái video clip nữa, cho nên rằng là nhưng mà mình thấy bà ta nói mấy clip nó hơi kỳ quá. Cái thứ hai nữa là bà chặn mình luôn rồi. Tuy nhiên rằng là mình nhờ bạn bè, với lại là mình có một cái face, có cái TikTok của công ty, mình cũng vào xem lại được. Tuy nhiên rằng là chị làm như thế là chị không có đúng. Và qua cái video của mình thì cũng có một vài người gửi cho mình là cái visa, cái work permit là giả nha mọi người. Là giả nha. Thực sự ra công nghệ về sử dụng cái TikTok này thì mình chưa rành lắm. Tại vì trước giờ quay những cái mà review sơ thôi. Giờ bây giờ ví dụ như chèn rồi này nọ lên nữa thì mình không có rành. Nhưng mà sẽ cố gắng up lên cho mọi người. Thì mình chia sẻ là bởi vì sao? Công an chuyện làm của ai thì mình không có muốn tham gia vào và không có muốn để mà đá chén cơm của họ. Tuy nhiên cái vấn đề này mọi người phải đánh giá một cách khách quan rằng là Vũ là một người từng sống ở tại Canada và mới vừa quay về lại Việt Nam cách đây khoảng một tháng để về Việt Nam là vận hành cái doanh nghiệp tại Việt Nam. Tại vì Vũ có business ở tại Sài Gòn và cái nhà máy ở tại Long An lận đó mọi người. Thì mình thấy cái này á là một cái điều rất chi là vô lý. Một người em của mình ở bên đó, một người em mà thật ra không phải là một người em ruột gì, mà là giống như là một người đi qua đó xong mình gặp rồi người Việt á, rồi mình nói chuyện rồi cũng đi làm chung luôn. Thì khi bạn đã cởi hết toàn bộ người ra, nguyên cái người của bạn từ trước ra sau, từ ấy ra tay chân xăm hết luôn, thì có nghĩa rằng ở trong cái video của bà đó đã nói đã bị sai rồi nha mọi người. Em nó vẫn đi bình thường, chả có gì hết. Chỉ có cái rằng là bạn đóng tiền, gọi là cái gì ta, tiền gì. Hôm trước mình có đóng một lần là gọi là cái tiền giống như là cái tiền bảo hiểm cho cái vấn đề đó đó bạn. Có mấy trăm ngàn thôi, tiền Việt Nam. Rồi, thì bà nói là sai. Cái thứ hai nữa, không có công ty nào ở tại Canada. Tụi Canada á, mình phải dùng cái từ, thực ra mình cũng là người Canada chứ không phải là người Việt Nam gốc thôi. Nhưng mà Canada thì là các bạn phải biết rồi, người ta là dân tư bản, đất nước tư bản, giàu thì ta chơi, còn nghèo thì ta ngang đó ngưng nó lại, đã dìu cho bạn lên rồi lúc đó tôi sẽ chơi với bạn, chứ nó không có muốn là cái kiểu gọi là bạn đi qua đất nước của họ và làm khó và làm cho đất nước họ nghèo đi, không có. Nên chính vì vậy là bà ta nói là qua được công ty đó rồi lo chỗ ăn chỗ ở này kia nọ, là cái đó là trật lắc nha. Ai mà tin câu nói đó, tôi nói thẳng với các bạn luôn, ngay cả Hàn Quốc với lại Nhật Bản là hai cái đất nước mà tuyển dụng lao động người Việt Nam qua lao động rất là nhiều, nhưng họ cũng chưa dám cam kết nha các bạn. Chứ đừng nói rằng đất nước, ở một cái đất nước mà gọi là họ sẽ đứng top 3 của thế giới mà người ta đi lo cho mình thì cái đó là vô duyên lắm. Bà không có một giây phút nào bà ở tại Canada thì bà nên lắng nghe, nên coi YouTube, coi TikTok, coi những cái người Việt mà ở tại Canada người ta nói cho nghe. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề là bà ta nói là cái mức lương kinh khủng lắm. À, ngày hôm qua mình đã nói trong cái video clip của mình đó, là mình có nói rằng là lương là 16 đồng với 22 đồng là tại hai thành phố khác nhau ha. Thì ngày hôm qua mình quên nói cái vụ là sau khi mà được 165 đồng trên một giờ rồi á, nó còn ở một ngày á, 165 đồng trên một ngày thì chưa đâu nghe bạn, nó còn cắn luôn cả tiền thuế nha. Cái đó là tiền chưa trước thuế nha. Còn khi nào bạn thu về thực tế là giống như trong kinh doanh thì gọi là doanh thu thuần ấy, thì nó lại là hả, nó cắn cho bạn thêm một khúc nữa, thì bạn lấy ra đâu ra. Thì ngày hôm qua mình nhân ra là 3.650 đô trên một tháng, nếu 20 giờ, 22 đồng trên một giờ, đúng rồi, 22 đồng trên một giờ thì một tháng là như vậy. Thì bây giờ bạn cứ tính ra 3.600 trừ đi thuế của tỉnh bang đó, ví dụ giống như cái bang Saskatchewan của mình là nó lấy 30%, mình nhận 3.000 là nó chỉ trả cho mình chỉ có 2.700 thôi nha các bạn. Còn cái bang BC mình không có biết, bang Ontario mình không có biết. Nhưng nếu các bạn muốn các bạn đi nước ngoài, là đặc biệt là những nước Canada hay Mỹ hay Pháp hay là những nước châu Âu, thì
thì các bạn nên vào website của chính phủ coi trước. Chính phủ họ public hết toàn bộ. Ví dụ giống như là bây giờ là Canada thì bạn vô website là canada.ca, CA là viết tắt của Canada. Bạn search salary hay là công việc cần những cái gì trên đó, rồi các quy trình như thế nào, permit nó ra sao, nó toàn bộ nằm trên đó hết các bạn. Cho nên các bạn đừng với lại là bây giờ công nghệ á, nó cũng dễ rồi. Các bạn không hiểu được tiếng Việt, tiếng Anh thì các bạn Google Translate, dùng cái công nghệ đó nó tự nó dịch qua cho bạn luôn, không cần nha. Đừng tin ai, đừng có tin thằng dịch vụ nào hết, ngay cả mình đây luôn. Mình là người đã từng sống ở tại Canada, biết mùa tuyết mình cũng biết nè, rồi qua mùa hè cũng biết, mùa thu cũng biết, mùa đông cũng biết. Cho nên chính vì vậy bà ta nói rất là bậy, và mình không muốn làm video clip đá đổ chén cơm của người ta. Tuy nhiên, mục đích để làm gì? Mình nói cho các bạn biết rằng điều này, mục đích của mình là đừng để những kẻ xấu đứng sau lưng bả lừa con người ta đi qua bển, đánh đổi cả một tương lai nha. Cái đây là dùng cái từ là đánh đổi cả một tương lai. Gia đình nhà mình đi qua bển mua từng cái chén, cái ly, cái muỗng, rồi chai nước mắm, muối. Mình nói với các bạn cứ hình dung ra một cái vấn đề là bắt các bạn từ ở dưới quê bạn lên Sài Gòn, bạn còn mang lên con gà, con vịt, con đồ này nọ ha. Bên Canada không có đâu. Tất cả đều bạn phải đi mua hết, không có xin ai được một cái gì hết. Tất cả đều là tiền hết, tất cả tiền của bên mình đem qua bên đó hết các bạn ạ. Cho nên chính vì vậy, các bạn đừng tin. Và hãy kiểm chứng lại cái lời nó, muốn kiểm chứng lại cái lời của nó, hãy vào website chính phủ nha các bạn. Thứ hai nữa, những cái vấn đề về hình xăm, HIV thì đương nhiên quốc gia nào nó cũng loại hết. Tại vì đem qua đất nước họ là gánh nặng về y tế của họ, cho nên họ loại. Còn viêm gan B, bình thường. Xăm mình, bình thường, không có cái gì hết. Mình nói với các bạn nghe nha, kể cả khoen mũi nè, khoen tai nè, bình thường hết. Em, những đứa em mà nó là Việt Kiều ở bên đó, nó đi từ Việt Nam qua, nó đi cùng thời điểm với mình, hoặc là sau thời điểm với mình, nó xăm lỗ mũi cái gì, nó xăm rồi nó khoen, rồi nó xăm rồi nó sật, nó xỏ tùm lum. Chỉ có cái là những cái ví dụ giống như là những cái bạo lực như bạn làm ở trong cái dương vật rồi này nọ rồi đó thì nó không có cho thôi. Thế còn mà ví dụ như bạn cứ xăm khoen ở bên đó, người ta làm còn dữ dằn hơn nữa chứ ở đây. Nên là mình chia sẻ với mọi người một điều rằng là hãy kiểm chứng thông tin. Mình năm nay là 39 tuổi, 40 tuổi rồi, sinh năm 84 á, chủ doanh nghiệp và làm ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà máy tại Long An. Các bạn hãy kiểm chứng được thông tin của mình bằng cách là lôi lại các video clip, là hoặc là lên kênh YouTube Ricky Review in Canada. Mình ở tên ở bên đó, mình đã lấy cái tên là Ricky để cho cái tiếng Việt, tiếng Anh người ta kêu cho dễ. Cho cái từ vu một cái là từ vũ là Việt Nam, mình đọc cái lời vu là không nói được. Cho nên là mình mới đổi lại cái tên. Thì mình muốn được mọi người hiểu được tại sao ở tại Việt Nam mà các bạn lại đi nói những cái thông tin như đúng rồi, như là người ở bên đó. Cái đó là mình không bao giờ thích. Và đặc biệt là đánh đổi tương lai của một cái gia đình, là cái đó là cái gọi là ân hận nhất cả một cuộc đời của mình nha. Đó là tương lai của một gia đình mà lại các bạn đi đánh đổi. Đừng nói đi qua bển làm giàu nha các bạn. Đi qua bển chỉ cho thế hệ thứ hai, có nghĩa là sau con mình đấy, để con mình có một cái tương lai tốt đẹp, đi làm, đi học ra có nơi để làm việc, nơi để mà chứng minh được cái tài năng của nó. Còn mình qua đây là chỉ có làm công nhân thôi, hoặc là như mình đi qua đó, mình mua cái business để mình run nó, mình làm nó thì được. Chứ còn mà nếu mà các bạn mà đi qua đó mà đi làm công ăn lương, thì tôi nói với các bạn đừng nghĩ rằng là gửi tiền về Việt Nam 100 mấy triệu để mà làm giàu nha. Đây là video mình muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người nắm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Mọi thông tin cứ comment ở phía bên dưới để mình sẽ trả lời cho các bạn nha.